Cái bài này cũng khá dài, dài gấp 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 đôi bài hồi nãy. Cái slide, số slide thì nhiều gấp đôi, nhưng mà hình ảnh khá nhiều. Thầy sẽ nói những vấn đề cốt lõi, còn những vấn đề chi tiết thì các em sẽ đọc thêm hả? Đó. Rồi sẽ gửi bài cho các em trong vài ngày tới. Đó. Thầy gửi qua lớp trưởng hay gửi qua cô Hằng cũng được các em hả? Đó. Thì chiều hôm nay chúng ta học một bài phụ, cái bài mà ngồi đọc cấp cũng quan trọng rồi đấy. Thì chúng ta ngồi đọc cấp chúng ta cũng gặp khá nhiều. Đó. Thứ hai, phụ phụ cấp chúng ta cũng hay gặp tại các khoa cấp cứu, tại các khoa hô hấp, rồi khoa tim mạch, rồi khoa hồi sức cấp cứu, hồi sức cấp tích cực chống độc đấy, chúng ta đều có thể gặp. Đặc biệt một số khoa khác chúng ta cũng có thể gặp cái bệnh này. Ủa, sao mà phù phổi cấp tiếng Anh là acute pulmonary edema. Tiếng Pháp cũng như vậy, tiếng Pháp là edema pulmonaire, nó cũng như nhau thôi, viết hơi khác nhau chút. Về đại cương thì phù phổi cấp là tình trạng ngạt thở do nhiều nguyên nhân. Đây là một cấp cứu nội khoa các em ạ, chỉ có thể cứu được nếu can thiệp sớm và hiệu quả. Các em nghe được không? Nghe rõ chứ hả? Rõ thầy. Các nguyên nhân đó làm cho nước ra ngoài mao mạch phổi quá nhiều, gây phù phổi, tức là pulmonary edema, phù giống như phù ngoại biên rồi đó, phù phổi. Lưu lượng nước trong phổi tăng đột ngột gây phù phổi cấp huyết động trong 10 đến 15 phút. Mấy phù phổi cấp huyết động là nhanh lắm, phù phổi cấp do tim đó, thường thường cardiogenic edema. Nhưng có thể tăng dần mỗi ngày, mỗi năm trong phù phổi cấp tổn thương. Chúng ta sẽ nói kỹ về hai cái phù phổi cấp huyết động và phù phổi cấp tổn thương, hay là phù phổi cấp không do tim đó, người ta gọi non cardiogenic pulmonary edema. Thì hay là injury lung edema. Phù phổi cấp tiến triển theo ba giai đoạn: giai đoạn mao mạch, giai đoạn kẽ và giai đoạn phế nang. Tuy nhiên trên lâm sàng thì phù phổi cấp tương ứng với giai đoạn phế nang. Đến chúng ta là giai đoạn phế nang rồi, giai đoạn nặng rồi. Giai đoạn có phù phổi khạc, các khạc đờm suy hấp, rồi khạc đờm bột hồng, vân vân. Đó. Thì họ đến mình không phải giai đoạn hay giai đoạn trước, mà thường thường giai đoạn phế nang. Đây là cái một hình ảnh của một cái phổi bình thường với cái phế nang là nó trong trong suốt này, không có dịch ở trong phổi ha, phổi chúng ta thấy cũng rất là sáng. Và đây là một cái hình ảnh của phù phổi pulmonary edema, thì chúng ta thấy dịch có ở trong trong lọc phế nang ha, và cái rỉ dịch vào trong phổi này, các em thấy phổi này bây giờ nó ấy rồi, nó có dịch trong đó rồi ha, hay nó không còn sáng nữa, mờ rồi, dịch đi vào trong các phế nang. Cái này thì nói qua giải phẫu và sinh lý phế nang. Các em thấy này, đây cái màng trong bốn lớp này ha, lớp sự phát tăng này, rồi đây là cái lòng, ngoài là lòng phê, lòng mao mạch này, đây trao đổi oxy này, đó oxy từ phế nang đi ra, còn carbonic từ ngoài này, ngoài lòng mạch đi vào, hô hấp bình thường. Đây là cấu tạo giải phẫu của cái màng phế nang mao mạch. Đó. Thì màng phế nang mao mạch ấy, thì còn bốn lớp ha. Không khí trong phế nang vào một lỗ phổi qua một màng phế nang được cấu tạo từ ngoài vào trong như sau. Từ ngoài vào trong tức là từ trong cái lớp sự phát tăng ở trong lòng phế nang đấy, ngoài là cái nghĩa hiểu nghĩa tương đối thôi, tức là từ trong lòng phế nang ra đấy. Đầu tiên là lớp sự phát tăng này là lớp hoạt dịch này, cái này chúng ta học sinh lý chúng ta nói rồi hả, nhắc lại thôi, bằng đặc phospholipid thì vân vân, dày 0,5 micron, sẽ phủ một lớp protein mà mỏng dạng đều trên mặt trong phế nang. Thứ hai là lớp thượng bì phế nang gồm hai loại tế bào, cái này các em biết đó thôi. Thứ ba là lớp kẽ. Thứ tư là lớp nội mạc mao mạch, là nơi trao đổi liên tục giữa hai khu vực mạch máu và tổ chức kẽ trong phổi. Đó. Đây là cái này để nhắc lại thôi. Đó. Về sinh lý bệnh này, thì sự trao đổi chất ấy,
trao đổi giữa nàng và phế nang mau mạch ấy, thì qua cái phương trình Starling này, thì cái này các em cũng coi lại ha. Cái này thì không thể có thời gian để nói nhiều được, chúng ta đã coi rồi, chúng ta ngẫm nghĩ rồi chúng ta hiểu à. Rồi cái phần này là những phần chính mà, để nhắc lại tóm tắt lại này, các yếu tố có thể dẫn đến phù phổi cấp là yếu tố chính, tức là tăng áp lực mao mạch phổi. Tăng áp lực mao mạch phổi sẽ gây làm đẩy nước vào trong lòng lòng phế nang, trong lòng phế nang đó, từ mao mạch phổi vào trong lòng phế nang qua cái cổ chức kẽ qua thì vào trong lòng phế nang. Hoặc là thứ hai là ta tăng tính thấm thành mạch, không có tăng áp lực mao mạch phổi nhưng mà tăng tính thấm, làm dịch đi vào dễ dàng hơn trong trường hợp mà cái màng đó nó bị tổn thương đó. Chút nữa chúng ta sẽ nói kỹ về cái cấu tạo của cái màng mà khi bị tổn thương. Các yếu tố thuận lợi hơn, các yếu tố thuận lợi tức là giảm áp lực keo huyết cương sẽ làm phù phổi cấp nặng nề hơn, hay là tắc hệ thống bạch mạch sẽ làm tăng áp lực mao mạch phổi đó, làm tăng tính thấm thành mao mạch, thì hay những yếu tố thuận lợi để làm tăng hai cái đó, cái tăng áp lực mao mạch phổi và tăng tính thấm thành mạch. Vì thế người ta chia làm ra hai loại phù phổi cấp: phù phổi cấp huyết động và phù phổi cấp tổn thương, tức là hemodynamic pulmonary edema và injury pulmonary edema tổn thương. Phù phổi cấp huyết động, trong phù phổi cấp huyết động á, thì tăng áp lực mao mạch phổi là chính, tăng chứ không có tổn thương mà phía nam mao mạch, người tăng áp lực mao mạch phổi. Trong phù phổi cấp tổn thương, đúng là tổn thương đấy, thì tăng tính thấm thành mạch mao mạch là chính, vì có tổn thương màng phế nang mao mạch làm tính thấm sẽ tăng lên. Phổi cấp huyết động là sự tăng đột ngột áp lực dịch trong lòng mao mạch làm cho huyết tương thoát vào khoảng kẽ và phế nang mà không có tổn thương các phế nang về mặt giải phẫu đó. Mình nhớ huyết động là không có tổn thương phế nang về mặt giải phẫu. Phổi cấp huyết động có những đặc điểm sau: màng phế nang mao mạch nguyên vẹn, các vật thể nhỏ có đường kính trên 70 Armstrong tiêm vào tuần hoàn, không đi qua khoảng kẽ và không vào được trong lòng phế nang. Khi mà còn nguyên vẹn thì không thể, những cái vật thể nhỏ đường kính trên cái đó thì không tiêm, không vào được. Dịch kẽ gây phù phổi cấp ít protein và fibrin, dịch có nhiều hồng cầu, vì vậy gây ra vòng xẹp phổi nhỏ có chảy máu đó. Thì đây là cái đặc điểm của phù phổi cấp huyết động. Phù phổi cấp tổn thương, tiếng Pháp của EDM lesionen đấy, là sự thoát dịch huyết tương qua màng phế nang mao mạch bị tổn thương mà không có áp lực dịch trong lòng mạch, không tăng áp lực dịch trong lòng mạch đấy. Đó, hai cái khác nhau. Phù phổi cấp tổn thương có những đặc điểm sau: màng phế nang mao mạch bị tổn thương, bị kèm tổn thương, các vật thể lớn như từ 50 từ 70 đến 250 Armstrong tiêm vào tuần hoàn có thể qua được dễ dàng mao mạch phổi vào khoảng kẽ và thoát vào lòng phế nang. Lúc này cái tổn thương này do nhiễm trùng, do viêm nhiễm làm cái hủy hoại cái màng đó nên qua được. Dịch phù có nhiều protein và fibrin, hai cái khác nhau. Áp lực mao mạch phổi, cung lượng tim và thể tích mao mạch phổi bình thường và không có hồng cầu trong dịch phù. Đây, cái đây là những cái phân biệt về mặt sưng giả phổ bệnh đấy, người ta thấy như vậy. Trên thực nghiệm có thể gây phù phổi tổn thương bằng cách gây phù phổi cấp tổn thương bằng cách tiêm bradykinin, histamine, serotonin và tĩnh mạch, cho thở oxy 100% kéo dài. Các em nhớ này, cho thở oxy 100% kéo dài sẽ gây xẹp phổi, cũng có nhiều biến chứng của như thở oxy mà cao áp cao trong thời gian dài sẽ tổn thương phổi, sẽ xẹp phổi luôn các em ạ. Thường thường nó rồi nó gây sẽ gây phù phổi. Vì thế mà trong trong hồi sức em thấy người ta cho thở oxy 100% khi mà thở máy, người ta cho trong mấy phút thôi. Đấy, trong trường hợp mà hypoxia dữ quá, thiếu oxy máu dữ quá thì người ta cho trong vòng 3 phút trở lại thôi, thì người ta không cho kéo dài hơn, sẽ thở thở oxy kéo dài sẽ gây xẹp phế nang. Thì vì không khí bình thường luôn luôn có nitơ để mà nó không bị xẹp. Nitơ là chất trơ mà không trao đổi, còn oxy vô sẽ hấp thụ hết và là thế nào sẽ xẹp xuống. Cho nước có pha, người ta làm thí nghiệm ta cho nước có pha axit chloride pha loãng hoặc rửa phế quản nhiều lần, rửa phế quản nhiều lần, lớp xịt pha tăng sẽ bị tổn thương nặng nề à.
nếu mà rửa nhiều á. Lớp sự phát tăng tổn thương sẽ là tổn thương bằng phế nam mô mạch cũng sẽ gây ra phục vụ các tổn thương. Thể trung gian giữa hai loại là hay thấy trong suy thận cấp, giữa hai loại này thì có một cái loại nữa, người ta không phân loại, không phân loại, nhưng mà thường thường người ta thấy trong suy thận cấp thiếu máu, suy tủy, bệnh bạch cầu, bệnh bạch cầu cấp leucemia đấy. Về sửa không được. Về nguyên nhân của phù phổi cấp thì có hai nguyên nhân, có hai loại nguyên nhân. Trong phù phổi cấp huyết động ấy, thì có những do những bệnh tim mạch như bệnh van tim, mà đặc biệt là bệnh van hai lá và van động mạch chủ, cơn tăng huyết áp, nhất là do u tủy thượng thận. U tủy thượng thận thì huyết áp cũng tăng cao lắm, hay gặp người trẻ huyết áp tăng rất cao, và nhồi máu cơ tim hoặc viêm cơ tim. Còn bệnh ngoài tim có thể bệnh thận, thường gặp nhất là viêm cầu thận cấp ở trẻ em do tăng thể tích máu, viêm cầu thận mạn người lớn, hoặc suy thận mạn giai đoạn cuối, tăng huyết áp, vân vân. Còn các thủ thuật á, thì có thể chọc thấm màng phổi quá nhanh đó, hoặc truyền dịch quá nhiều quá nhanh thì nó là sẽ làm tăng cái áp lực mang mạch phổi, gây phù phổi quá nhiều quá nhanh. Rồi chọc thấu dịch màng phổi quá nhanh cũng vậy đó. Trường hợp coi như là nó cũng cũng hay hay cái này biến chứng này hay gặp trong bệnh viện lắm, đặc biệt là truyền dịch quá nhiều quá nhanh ở những bệnh nhân có suy tim nữa là càng càng dễ thay gây ra phù phổi cấp. Về nhóm nguyên nhân phù phổi cấp tổn thương ấy, thì có nhiễm khuẩn đó. Nhiễm khuẩn thì nhiễm siêu vi. Các em thấy cái siêu vi trong đó có COVID-19 cũng có thể là gây cái phù phổi. Rồi nhiễm ký sinh trùng là những nguyên nhân thường gặp nhất. Ví dụ có thể, chúng ta có thể gặp trong viêm viêm phế quản phổi gây phù phổi cấp tổn thương đó. Viêm phổi thùy do phế cầu, cúm A tính hay sốt rét A tính. Cúm A tính cũng gây phổi trắng xóa, các em phổi trắng đấy hả? Thì đó, tổn thương AIDS đấy, bị phổi AIDS ở một dạng của phù phổi. Rồi nhiễm độc cấp đó, nhiễm độc cấp hồi nãy chúng ta học về phức phổi hữu cơ, chúng ta cũng thể một số trường hợp viêm phổi rất nặng và chúng ta có thể gây phù phổi. Do hít phải các chất độc bay hơi, các chất độc hay hơi hơi độc đó, ví dụ như là dioxide carbon, dioxide hay là oxit, như là dioxide nitơ, nitrogen dioxide, hoặc là dioxide sulfur, sulfur dioxide này, các hơi ngạt chiến tranh, các hóa chất trừ sâu, các loại axit mạnh thì cũng có thể gây phù phổi cấp tổn thương. Do hít phải dịch vị, các chất ăn mòn, chúng ta nói hình chúng ta bài cổ độc đó, thì cũng thể gây viêm phổi, rồi gây phù phổi. Xăng, dầu hỏa, ma rút, các em bên nhà thấy là những trường hợp mà viêm phổi bị do dầu hỏa rất nặng, điều trị rất khó thành công, thậm chí nhiều trường hợp tử vong. Thì trong đó rất nhiều trường hợp của là viêm phế quản phổi, phế quản phế viêm và phù phổi do tổn thương trong cái chất do dầu hỏa. Do dầu hỏa, do xăng nói chung đấy, do cái chất sản phẩm của dầu hỏa. Một số nguyên nhân thường gặp nữa trong phù phổi có tổn thương là có ngạt nước. Là một nguyên nhân phù phổi cấp tổn thương dẫn đến tử vong vài giờ sau khi nạn nhân đã được cấp cứu ban đầu, đã thở lại rồi, nhưng mà sau đó bệnh nhân lại phù phổi cấp tổn thương, bệnh nhân chết do ngạt nước. Ngạt nước ối ở trẻ nhỏ mới đẻ. Rồi viêm tụy cấp, ngộ độc heroin. Chúng ta bài ngộ độc chúng ta cũng phải nói tới tổn thương phổi do cái ngộ độc heroin rồi. Bằng Betaric, Carbamazepine, Codeine. Carbamazepine cũng là một loại trong nhóm thuốc trừ sâu. Các yếu tố phụ khác như Botic giảm này, loãng máu này, hạ truyền máu cũng góp phần vào trong chuyện làm
tăng cái phù phổi cấp tổn thương, làm tổn phù phổi cấp tổn thương nặng nề hơn. Các phản ứng miễn dịch dị ứng, đặc biệt trong sốt rét ác tính, sốc phản vệ, truyền máu phụ nữ có thai 3 tháng cuối này, rồi bệnh leuco hay leucemia đấy, bệnh leucemia hoặc suy tủy đã truyền máu nhiều lần. Một trong những tai biến truyền máu nhiều lần là trong đó có phù phổi cấp. Về triệu chứng lâm sàng của phù phổi cấp thì thể điển hình thì hay gặp trong các bệnh lý tim mạch, thể điển hình về cơ bản là tình trạng thiếu oxy hơn là tăng carbonic, với biểu hiện là tái nhợt hơn là tím, kèm thêm vã mồ hôi, thở nhanh, nhịp thở nhanh 50-60 lần trên phút. Các em chứng kiến một lần mà bệnh nhân phù phổi cấp chúng em nhớ hoài đó. Tái nhợt, nhịp thở rất là nhanh, bệnh nhân phải ngồi dậy để thở. Mới đầu bệnh nhân ho nhiều, ho khan, sau đó khạc ra nhiều đờm bột hồng đó, ho nhiều rồi sau đó khạc đờm bột hồng. Nghe phổi có ra nẫm nhỏ hạt ở hai đáy phổi, về sau răng ẩm to hạt khắp hai phía trường. Ngoài ra có thể có triệu chứng của bệnh tim mạch như bệnh van tim, bệnh cơ tim, tăng huyết áp, các bệnh nguyên nhân đấy, bệnh lý nguyên nhân. Chúng ta có thể nghe được các triệu chứng của các bệnh lý nguyên nhân. Tất cả diễn biến nhanh trong vòng 15 đến 30 phút. Nếu không được xử lý kịp thời, bệnh nhân sẽ tử vong. Cái này trong thực tế lâm sàng chúng ta gặp còn nhiều, rất nhiều. Và thường thường nếu mà chúng ta điều trị không kịp thời, bệnh nhân tử vong. Và như nếu mà chúng ta điều trị kịp thời thì cái quả rất ngoạn mục. Đó. Bệnh nhân ra khỏi cơn rất là nhanh. Và thường thường sau đó bệnh nhân hồi phục. Đó. Thể kín đáo xảy ra những bệnh nhân không có bệnh tim. Đó. Thế mà thể điển hình hay gặp bệnh nhân có bị tim, nhưng bệnh kín đáo lại xảy ra những bệnh nhân không có bị tim, với biểu hiện là nhịp thở tăng dần, cánh mũi phập phồng, bệnh nhân vật vã giãy giụa, tĩnh mạch cổ nổi, nghe phổi có ra nẫm lan từ đáy phổi lên đỉnh như nước trừ dân, cái là người ta gọi là tiếng Pháp gọi là ran ăn Marie Montan, tức là giống như thủy triều đang dâng lên đấy. Anh tình trạng ngạt thở dẫn đến hôn mê, trụy tim mạch và tử vong. Về cái hình ảnh rõ ràng là chúng ta có thể, một trong những cái hình ảnh có rất có giá trị là hình ảnh của quang phổi đó. Một cái đặc điểm là rất là quan trọng. Thì giai đoạn phù kẽ thì chúng ta thấy tái phân bố mạch máu lên phổi này, đám mờ cạnh rấu phổi, tích dịch mô kẽ, các đường gạch đi A và B đấy. Sau này chúng ta học ít quang sẽ biết mấy cái đường A, B. A là đỉnh, B là đáy đấy. A là apex, B là base đó. Các đường gạch ly, cái này chúng ta học trong bí quan, chúng ta chút nữa thầy sẽ chỉ các em cái hình giai đoạn phế nang. Giai đoạn phù kẽ chúng ta ít đi thấy lắm, nếu mình đến sớm. Giai đoạn phế nang hình ảnh mờ không đều, tập trung ở vùng rốn phổi ở hai bên, tạo thành hình cánh bướm. Hình ảnh tràn dịch màng phổi số lượng ít ở hai bên và phổi ngoại vi phổi tương đối sáng, vùng ngoại vi của phổi tương đối sáng. Hậu quả của ứ dịch trong mô kẽ của phổi và nếu nặng hơn thì tràn dịch vào phế nang. Hình ứ quang của phù phổi tùy thuộc vào mức độ dịch này thay đổi từ hình kính mờ đục cho đến hình đục dạng cánh bướm. Nguyên nhân có thể do tim hoặc không do tim. Đây là những cái mô tả, chúng nữa các em sẽ thấy cái hình ảnh nặng hơn, ta sẽ thấy tụ dịch ở các chùm phế nang ở hai đáy phổi, rồi tụ dịch phế nang quanh hai đống phổi cho ta cho ra hình cánh bướm, có thể tràn dịch trắng liên thùy, tràn dịch màng phổi, vân vân. Đó là cái mô tả về đặc điểm của ít quang phổi, và đây là các hình ảnh thực tế. Trong trường hợp mà trong đời hai thì chúng ta thấy cái hình ảnh phù phổi ở bệnh nhân có hẹp van hai lá đó. Sau khi điều trị thì cái hình ảnh phù phổi nó cải thiện, em thấy không? Anh trước điều trị và sau điều trị, bệnh nhân bị hẹp van hai lá. Đây là cái hình ảnh của một cái hình cánh bướm này các em ạ, ít quang hình cánh bướm này. Cái này gặp ở bệnh nhân mà bị suy tâm thái trắc, coi như suy tâm tâm thắc, suy tâm tâm thất trái cấp, mà có vỡ, có cái cơ nhú bị đứt, đứt cơ nhú này.
rồi bệnh nhân bị suy tâm thái, tâm thất trái cấp tính. Nên là nó gọi là butterfly wing, cánh bướm đây. Đây hình cánh bướm hoặc cánh dơi cũng như vậy thôi. Và X-quang tổn thương trong phù phổi thì người ta thấy tái phân phối mạch máu phổi đó. Các em thấy bên này là mạch máu ở trong phổi nó nhiều hơn, bây giờ nó lên phía đỉnh nhiều hơn. Đây cái hình ảnh minh họa. Đây là một hình ảnh phù phổi cấp ở bệnh nhân suy tim. Chúng ta thấy là cái bóng tim lớn này. Không thấy bờ tim rõ ràng này. Trong trường hợp này người ta gọi là phù quả kẽ đây. Chúng ta thấy những đường Cayley. Rồi có chúng ta thấy tràn dịch bằng phổi. Tràn dịch bằng phổi hai bên các em thấy không? Số lượng ít. Đường Cayley thì cái phim sau sẽ thấy rõ hơn. Và chúng ta thấy cái hình ảnh tái phân phối các mạch máu đấy. Về distribution tức là tái phân phối phối vào mạch phổi đây, các đường 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 dọc dọc đấy các em ạ. Đây là đường B đây. B thì chữ base, cái này thì các em để có khái niệm thôi rồi. Đây cái hình ảnh nó vẽ ra để mà chúng ta thấy đây. Đây cũng mượn của một đồng nghiệp. Các dấu không chuyên biệt là phù quanh trục mạch máu phế quản, dịch tràn liên thùy và tràn dịch màng phổi. Dấu chuyên biệt, dấu đặc hiệu là tái phân phối mạch máu phổi và cả hình cánh bướm này. Chúng ta thấy đường Cayley đó. Mấy đường Cayley mới đường thẳng mấy em này, thường thường dài khoảng 3 đến 5 phân đó. Và nó chiều dài của cái đường đó là khoảng 2 đến 3 mm. Mấy cái đường ở dưới đây, đường này đều được cắt đi. Đấy, B là rễ đáy phổi. Đây là một cái trường hợp mà phù phổi ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim. Chúng ta thấy hình ảnh tái phân phối là mạch máu phổi này. Rồi chúng ta thấy phù khoảng kẽ ở hai bên lan tỏa. Rồi trong trường hợp này thì sau khi giải quyết xong thì bệnh nhân phổi sáng rồi, bây giờ phổi trong rồi và cái túi máu cũng như cái mạch phổi thì bình thường trở lại. Đây một hình ảnh là mạch phổi ở quanh rốn phổi này. Đấy. Và bóng tim chúng ta thấy lớn. Trường hợp này là một phù phổi ở bệnh nhân có suy tim trái. Rồi một cái hình ảnh của phù phổi cấp của bệnh nhân phù phổi không do tim. Đa số những trường hợp này phù phổi do tổn thương đi, là có những nguyên nhân như ngạt nước, ure bốc cao, truyền dịch quá tải, chấn thương sọ não vân vân. Các nguyên nhân trên gây tăng tính thấm thành mạch và thoát dịch vào phế nang. Hình ảnh bóng mờ phế nang thường có hình cánh bướm trong khi bóng tim bình thường. Các em sẽ qua một cái hình ảnh đây. Đây là một trường hợp phù phổi cấp mà không phải do tim ở bệnh nhân. Đây là bệnh nhân ngạt nước đi, bệnh nhân đuối nước đi. Chúng ta thấy được cái hình mờ ở đáy phổi hai bên và kích thước tim thì bình thường. Tại vì cái này phù phổi cấp không phải do tim. Cũng là một bệnh nhân bị phù phổi cấp ở bệnh nhân ngạt nước thì chúng ta thấy hình ảnh tim ở đây cũng bình thường và chúng ta thấy cái hình ảnh động mạch phổi mà không đối xứng hai bên. Một trong những nguyên nhân mà phù phổi cấp do tim đó là một trường hợp mà chấn thương sọ não, chấn thương đầu đấy, hoặc là trường hợp mà xuất huyết nội sọ dẫn đến xuất huyết nội sọ. Thì trong trường hợp này chúng ta có thể nghe bệnh nhân thở khò khè và chúng ta có thể nghe bệnh nhân có dù ran.
Thì hình ảnh X quang ở bệnh nhân phục vụ cấp do nguyên nhân thần kinh, người ta gọi là người, đây là những hình ảnh phục vụ cấp do nguyên nhân thần kinh trong trường hợp mà xuất huyết nội sọ ở bệnh nhân chấn thương. Thì chúng ta có thể thấy những hình ảnh của phế quản hơi cùng với cái hình ảnh động mạch phổi lan tỏa. Thế nào là ảnh phế quản hơi? Các em thấy đây này, cái là air program, cái hình ảnh này đây. Trong cái đám mờ chúng ta thấy cái những cái đường song song với nhau, ánh sáng này, tức là khí trong lòng các phế quản, người ta gọi là hình ảnh phế quản hơi, air bronchogram. Các em thấy đây hình ảnh này, thì chúng ta thấy cái một cái đông đặc phổi lan tỏa và có cái khí, cái này, hình ảnh hơi, phế quản hơi cũng trong trường hợp mà phù do nguyên nhân thần kinh, phù phổi cấp do nguyên nhân thần kinh. Trong cái phim này thì chúng ta thấy cái những cái đám mờ lan tỏa và những cái đám mờ ở ngoại vi, ở vùng ngoại vi ở một bệnh nhân bị hội chứng suy ngập, nguy ngập hô hấp cấp. Về hình ảnh X-quang trong ở bệnh nhân ARDS thì chúng ta thấy là thời gian từ 0 đến 12 giờ ở giai đoạn đầu đó thì X-quang ngực bình thường, và trong 12 đến 24 giờ thì phổi mô kẽ cho ra hình mờ một kính đục, người ta gọi là ground glass opacity đó, hình mờ kính đục. Chúng ta sẽ thấy hình ảnh X-quang của bệnh nhân này, và trong khoảng thời gian từ 24 đến 48 giờ chúng ta sẽ thấy hình ảnh đông đặc các chùm phế nang rải rác chủ yếu ngoại biên và không có hình ảnh tràn dịch màng phổi, nếu không kèm bội nhiễm phổi. Trong khoảng thời gian từ 5 đến 7 ngày thì phù phổi biến mất từ từ và có hình ảnh đông đặc từng phần, và trên 7 ngày chúng ta sẽ thấy hình ảnh sơ hóa mô kẽ. Đây là một trong những hình ảnh của phù phổi cấp tổn thương. Đây là một bệnh nhân mà bị tổn thương rất nặng trong một tai nạn giao thông, và chúng ta có thể thấy hình ảnh là những cái đông đặc phổi ở ngoài ngoại biên, ở vùng ngoại biên trung tâm này, cùng với những hình ảnh phế phế quản hơi. Phế quản hơi các anh thấy rất rõ, trong trường hợp này thấy rất rõ, tức là chúng ta thấy cái khí rất sáng trong cái phế quản. Trong lúc đó thì bấm tim lại hoàn toàn bình thường. Hình ảnh này cũng tương tự như vậy. Đây là một hình ảnh tổn thương phổi, phù phổi tổn thương ở bệnh nhân hội chứng Mendelsohn. Chúng ta có thể thấy những hình ảnh phù phổi hai bên rất đa dạng do hít phải cái dịch dạ dày đó các em. Vì thế mà trường hợp mà hồi nãy chúng ta bài ngộ độc chúng ta cũng nói đó, viêm phổi do hít rất là nặng nề đó, khi mà hít dịch dạ dày nặng nề lắm, nó nặng nề. Viêm phổi do hít dịch dạ dày, viêm phổi do hút dầu lửa là đấy em, rất nặng nha, gây phù phổi rất nặng nề. Đây là một trường hợp mà tổn thương phù phổi hai bên đa dạng thứ phát sau khi mà bệnh nhân hít phải dịch dạ dày, xuất hiện trong vòng 24 giờ sau cái vụ tai nạn đó nha. Và tỷ lệ tử vong trong những trường hợp này rất là cao. Nãy khi học bài ngộ độc thầy nhắc đi nhắc lại hòa chuyện viêm phổi do hít đây mà ha. Viêm phổi do hít là một biến chứng rất nặng nề của bệnh nhân ngộ độc. Vì thế mà bệnh nhân luôn luôn được đặt nội khí quản rồi bấm chèn này như vậy đó. Cái dịch chạy dài đi vào trong cái khí phế quản là rất nguy hiểm hả? Cái này mortality high, tức là tỷ lệ tử vong luôn luôn cao đấy, cái nặng lắm. Đây là vùng đặc phổi với cái các em thấy cái CT scan thấy hình ảnh rõ không? X quang CT scan đây, chúng ta thấy cái những hình ảnh của phế quản hơi đây đó, rất là rõ. Và có một số cái đốm mờ hình kính đục, các em thấy cái hình ảnh kính đục là hình này đây,
đó, cái slide bên bên trái đấy, thì chúng ta thấy hình ảnh tính đục. Đây là hình ảnh gọi là raw glass opacity. Về các xét nghiệm cận lâm sàng khác chúng ta cần làm trong trường hợp bị phù phổi cấp, trong đó có xét nghiệm thường quy, nếu chúng ta sẽ cho làm đường gãy đồ, cho làm ure creatinine để đánh giá chức năng thận, chúng làm huyết đồ, chúng ta làm địa tâm đồ. Ở trong trường hợp này địa tâm đồ không có vai trò trong chẩn đoán xác định phù phổi cấp, nhưng sẽ góp phần vào chẩn đoán nguyên nhân, giúp chẩn đoán nhồi máu cơ tim, giúp đánh giá vị trí và độ rộng của vùng nhồi máu và đánh giá dấu thiếu máu cơ tim. Ngoài ra thì chúng ta có thể phát hiện các rối loạn nhịp gây ra hay thúc đẩy phù phổi cấp. Ngoài ra thì tâm đồ còn có gợi ý các biểu hiện tim phát sản như bệnh cơ tim phì đại, bệnh cơ tim giãn nở hoặc các bệnh van tim, vân vân. Siêu âm tim chúng ta cần cũng tiến hành nhưng không phải là xét nghiệm cần thiết để xác định chẩn đoán phù phổi cấp do tim, và chúng ta thường thường tiến hành sau khi tình trạng và siêu hấp đã đỡ đi, đã cải thiện rồi. Tuy nhiên với siêu âm tại giường có thể giúp xác định bệnh lý gốc gây ra phù phổi cấp do tim. Ví dụ chúng ta sẽ phát hiện rối loạn chức năng thất phải, thất trái, đánh giá được áp lực thất phải, động mạch phổi, giúp phát hiện vị trí và độ rộng của vùng nhồi máu, phát hiện được vùng giảm động hay vô động, phát hiện nhanh các biến chứng cơ học của nhồi máu cơ tim, vân vân. Về các xét nghiệm cận lâm sàng khác, chúng ta có thể làm protein máu để xem mức độ protein và albumin máu như thế nào. Chúng ta đánh giá men tim để xem tổn thương của cơ tim, SpO2. Trong trường hợp này, khi máu động mạch rất quan trọng để đánh giá tình trạng oxy, CO2 máu và thăng bằng kiềm toan. Để đánh giá tình trạng giảm oxy máu. Ngoài ra chúng ta cũng có thể làm thêm các cái BNP rồi để mà phân biệt khó thở do tim hay không do tim. Những bệnh nhân phù phổi có BNP trên 500 microgram trên ml thì có thể nghĩ đến phù phổi do tim. Chúng ta theo dõi huyết động học bằng sông Sweden. Đây không phải chỉ định bắt buộc, tuy nhiên rất hữu ích để theo dõi điều trị, chẩn đoán xác định phù phổi cấp do tim. Trong trường hợp mà theo dõi huyết động bằng sông Sweden, chúng ta sẽ đo được cái áp lực mao mạch phổi biết. Trong trường hợp này, nếu mà áp lực lớn hơn 18 mm thủy ngân thì chúng ta chẩn đoán là phù phổi cấp do tim. Và nếu mà thấp hơn 18 mm thủy ngân thì chẩn đoán là phù phổi cấp không do tim. Về chẩn đoán phù phổi cấp nói chung thường dễ dựa vào lâm sàng trong đa số các trường hợp, đôi khi khó hơn trong thể kiến đáo hoặc phù phổi cấp tổn thương. Để chẩn đoán phù phổi cấp huyết động thì chúng ta dựa vào lâm sàng như đặc biệt dấu hiệu khó thở đột ngột, mặt tái nhiều hơn, nhịp tim nhanh, tĩnh mạch phổi nổi, áp lực bệnh tĩnh mạch trung tâm trên 15 cm nước, đờm có nhiều bột hồng, xét nghiệm có ít protein Rivanta âm tính. Chụp phim phổi chúng ta có thể thấy hình ảnh mờ cánh bướm, hai đáy phổi mờ, thay đổi điện tim rõ, áp lực keo huyết tương bình thường, và đặc biệt tỷ lệ PaO2 trên SpO2 sẽ lớn hơn 300. Trong khi đó, để chẩn đoán phù phổi cấp tổn thương, chúng ta phải dựa vào tình trạng khó thở xanh tím, tím nhiều hơn tái, phát triển nặng dần lên trong vài giờ đến vài ngày, tĩnh mạch cổ không nổi hoặc nổi rất ít. Tùy theo nguyên nhân gây bệnh, phù phổi cấp xuất hiện sau vài giờ đến vài ngày trong trường hợp ngạt nước, hơi ngạt, 1-2 ngày trong hội chứng Mendelsohn, vài 3 ngày trong cúm ác tính, sốt rét ác tính, trong lúc các dấu hiệu lâm sàng của nguyên nhân đôi khi đã đỡ rồi. Chúng ta làm tỷ lệ PaO2 trên SpO2 thì thấy nhỏ hơn 200. PaO2 trên SpO2 tức là áp lực của oxy trong máu động mạch đấy, trên cái tỷ lệ oxy khí thở vào dưới 200 trong trường hợp phù phổi cấp tổn thương.
Phù phổi cấp tổn thương ở giai đoạn toàn phát là đặc trưng của suy hô hấp cấp tiến triển, tức là ARDS. Đây một cái bảng để chẩn đoán phân biệt giữa phù phổi cấp huyết động và phù phổi cấp tổn thương. Các em, đó là bản tóm tắt các cái điều mà thầy vừa nói trước đấy. Thế là các em vừa mà bản này đúc kết tất cả những điều chúng ta trình bày trên. Về chẩn đoán phân biệt thì chúng ta có thể chẩn đoán phân biệt phù phổi cấp với cơn hen phế quản cấp. Nếu mà bệnh nhân bị hen phế quản cấp thì tiền sử thường thường có bệnh nhân có tiền sử hen phế quản, không có dấu hiệu ho khạc đờm bột hồng, khó thở chủ yếu thì thở ra, lồng ngực căng rõ vang hoặc nghe có răng rít răng ngáy, ít khi có giảm oxy máu quá nặng, ít quang phổi, ít khi có thâm nhiễm trừ khi có bội nhiễm. Cơn hen phế quản thường đáp ứng tốt với corticoid và giãn phế quản. Thường thường trong cơn thì phổi nó sáng hơn đó, và sau cơn thì gần như phổi bình thường trong trường hợp hen phế quản. Đợt cấp viêm phế quản phổi mãn, tiền sử viêm phế quản phổi mãn, ho khạc đờm dấu hiệu suy tim phải vân vân, dị vật đường thở đó, thì chúng ta dựa vào bệnh sử, bệnh cảnh sặc, thức ăn, dị vật đó, thở co kéo hoặc ức, tiếng rít, đặc biệt nghe tiếng rít thanh quản. Về điều trị thì nguyên tắc điều trị phù phổi, chúng ta phải làm giảm lượng máu về tim, chúng ta phải hỗ trợ hô hấp, chúng ta tăng sức co bóp cơ tim dùng thuốc, chúng ta tìm và điều trị các nguyên nhân. Về chống ngạt thở thì nằm tư thế Fowler, gọi là tư thế nửa nằm nửa ngồi đấy, demi oxy đấy, nửa ngồi ha, thở oxy 6-12 lít phút. Cái này để các em đặt nội khí quản, thông khí nhân tạo thì có hai loại thông khí nhân tạo xâm nhập và không xâm nhập, tức là invasive ventilation, non-invasive ventilation, là một thâm nhập và không xâm nhập. Chế độ áp lực dương của thể thở ra tiếp đấy, positive and expiratory pressure, chế độ dương tính ngắt quản, áp lực dương tính ngắt quản. Nếu không có máy có thể dùng bóng bamboo để bóp, rồi chúng ta có thể dùng aminophylline là thuốc giảm phế quản, thì giảm sức cảm phế quản và tăng công lượng tim. Cái liều thì giống như chúng ta ghi đấy, các em tham khảo trong tài liệu ha. Đây các dụng cụ cung cấp oxy, đây các mask, các cái gọng kính để thở, các loại mask và các ống venturi. Khi nào các em đi cấp cứu các em sẽ thấy cái này ha, có túi thở thở lại này, rồi cái mask không có túi thở lại này, rồi cái gọng kính này, để tìm mức độ chúng ta can thiệp, chúng ta sử dụng các dụng cụ này. Rồi sau đó là chúng ta sẽ thông khí nhé, không xâm nhập hai mức áp lực bypass đây, rồi chúng ta thở oxy dòng cao, thở oxy dòng cao, đặc biệt là trong giai đoạn mà COVID này, rất nhiều bệnh nhân được thở oxy dòng cao này, gọi là HFNC đấy, HFNC. Phương pháp trong xu hướng trong điều trị phù phổi cấp do tim, thở máy không xâm nhập rất sớm đồng thời với các điều trị quý ước sẽ làm giảm tỷ lệ tử vong trong bệnh viện, giảm sự cần thiết phải đặt nội khí quản và cải thiện các thông số hô hấp. Có thể sử dụng CPAP, gọi là thông khí áp lực dương liên tục đi, cải thiện oxy hóa máu nhanh hiệu quả, bypass cải thiện oxy PO2 đặc biệt tốt, BACO2, đặt nội khí quản để thở máy xâm nhập ngay khi
bệnh nhân không tỉnh táo, tập tắt kém. Có nhồi máu cơ tim là nguyên nhân thúc đẩy phù thủy tóc. Và thở máy không xâm nhập, không có hiệu quả thì chúng ta phải đặt được cái quản thở máy xâm nhập. Tác động của thở máy trên phù thủy cấp do tim. Tác động trên phổi sẽ nâng mở đường thở, tăng dung tích càng chức năng, giảm sân và tăng và giữ nồng độ oxy trong thông khí phổi, trong khí thổi và phổi. Rồi tác động trên tim thì giảm tuần hoàn trở về tim phải, tăng sức cản mao mạch phổi và tăng nén ép lên thành thất trái. Lợi ích chung là cải thiện oxy hóa máu nhanh và hiệu quả, làm giảm công thở, giảm nhu cầu tiêu thụ oxy, rồi giảm công, làm giảm công cơ tim, cải thiện chức năng thất trái, cho phép có đủ thời gian để điều trị quý ước có hiệu quả. Riêng thở máy không xâm lấn thì giảm nguy cơ đập nội khí quản, giảm nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện, giảm chi phí điều trị. Thường thường nếu mà chúng ta đặt máy không xâm lấn tập tốt, chúng ta sẽ giảm nguy cơ đập nội khí quản. Khi đặt được khí quản thì chúng ta phải cho thở máy, mà thở máy thì sẽ có nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện, rồi chi phí điều trị rất cao, và viêm phổi do thở máy, các em nghe, viêm phổi do thở máy rất là nặng. Nên khi chúng ta đặt nội khí quản, chúng ta thở máy rồi thì chúng ta phải đối mặt với những cái biến chứng mà do đặt nội khí quản, do thở máy gây ra. Vì thế mà bao giờ người ta phải dùng thở máy không xâm lấn trước, non-invasive ventilation trước đó, không xâm lấn. Thì khi nào cần thiết lắm kìa, khi mà không hiệu quả kìa thì ta mới chuyển qua thở máy xâm lấn, thở máy xâm nhập đấy, invasive ventilation. Tại vì thật ra thở máy không xâm nhập nó cũng rất nhiều nguy cơ, đặc biệt chi phí điều trị rất là cao và nguy cơ viêm phổi do thở máy rất nặng nề và tỷ lệ tử vong rất cao. Còn trường hợp đó là những dấu hiệu rất nặng mà chúng ta chẳng đặng đường, chúng ta mới chuyển qua thông khí xâm lấn. Đó là những trường hợp nặng nhất mà chúng ta cần phải can thiệp hô hấp. Còn những thuốc hỗ trợ, chúng ta có thể dùng morphine trong phục hồi cấp huyết động, chúng ta là một trong những thuốc mà rất là quan trọng. Morphine sẽ làm giảm nhạy cảm của trung tâm hô hấp với sự gia tăng của PCO2. Do đó sẽ làm giảm khó thở và làm giảm cảm giác lo lắng của bệnh nhân. Ngoài ra nó còn làm giảm mao mạch ở phủ tạng, vì thế lượng máu về tim giảm. Thì liều dùng là 0,005 đến 0,01 gram, tức là 5 mg đến 10 mg tim tĩnh mạch, tim bắp hoặc tim dưới da. Trong chỉ định bệnh nhân đang ngạt thở xanh tím, bệnh nhân có tổn thương ở phổi hoặc ngộ độc hơi ngạt. Trong chỉ định là tác dụng phụ là giảm huyết áp. Đó, khi mà dùng chúng ta dùng morphine, chúng ta phải chú ý nó có tác dụng rất là tốt, giống như chúng ta mô tả đấy. Đó. Làm giảm lượng máu về tim là cái một trong những yêu cầu của điều trị phù thủy cấp. Tuy nhiên, tác dụng phụ là giảm huyết áp, ức chế hô hấp. Đó. Thở chậm. Thậm chí là có nhiều trường hợp ngừng thở, tụt huyết áp. Và thành tiếng, vì thế mà khi chúng ta dùng morphine, chúng ta phải theo dõi rất là tốt. Trong trường hợp mà ngộ độc morphine trong do điều trị ấy, chúng ta thấy tác dụng của morphine nó nặng nề quá, chúng ta phải dùng thuốc đối kháng, chúng ta dùng naloxone. Naloxone biệt dược của nó là Narcan đấy, NARCAN, Narcan, naloxone 0,4 mg trên tĩnh mạch, lặp lại sau 2-3 phút. Thuốc này là thuốc đối kháng với morphine trong trường hợp điều trị morphine, cũng như đồng thời điều trị các cái ngộ độc ma túy, thuốc phiện rồi đó, đó, heroin. Thì chúng ta dùng naloxone điều trị ngộ độc rượu, chúng ta dùng naloxone. Thường người ta luôn luôn khi mà chúng ta dùng thuốc, một thuốc gì đó mà có antidote, chúng ta luôn lun có kèm antidote bên cạnh. Ví dụ chúng ta khi chúng ta dùng heroin, heparin trong chạy thận nhân tạo, chúng ta phải có protamin sinh phát để bên cạnh đó. Trong trường hợp quá liều, chúng ta có thể dùng thuốc đó để trung hòa đối kháng. Thì vì trong trường hợp một phiên vậy,
Nếu mà ngộ độc morphine mà có tác dụng phụ của morphine quá nặng nề, chúng ta dùng naloxone. Để hạ áp lực tuần hoàn phổi, chúng ta có thể dùng furosemide, một loại lợi tiểu oai tác dụng qua đường tĩnh mạch. Tiền tĩnh mạch nhắc lại sau 10 đến 15 10 đến 15 phút. Nếu mà chưa thấy hiệu quả, chúng ta dùng các thuốc giãn mạch như trinitrin tiền tĩnh mạch khi huyết áp trên 80 mm chuyển ngang. Nếu mà dưới chúng ta không tiêm tại vì sẽ tụt huyết áp. 1 mg tiêm tĩnh mạch chậm 1 đến 2 phút và duy trì 1 đến 2 mg mỗi giờ. Thì chúng ta có thể dùng nitroglycerin ngậm dưới lưỡi. Chúng ta xịt natri spray cũng là một dạng mà dạng xịt cũng thuốc đó. Hoặc chúng ta ngậm risperdal. Mấy cái thuốc này đều gây giãn mạch và gây giảm cái áp lực mạch phổi. Chúng ta có thể dùng nifedipine là một thuốc ức chế kênh canxi ngậm dưới lưỡi tập lại sau 10 đến 15 phút trong trường hợp huyết áp cao. Đó, cái này cũng thuốc thuốc giãn mạch. Furosemide rồi. Đó. Chúng ta có thể garo cốc chi để mà giảm tuần hoàn trở về đấy, thì buộc 3 trong 4 chi đổi phiên luân phiên mỗi 10 đến 15 phút. Trong trường hợp phù phổi cấp chúng ta phải buộc 3 chi luôn đổi để làm một chi thôi. Chúng ta cứ xen kẽ mỗi 15 phút chúng ta đổi xoay vòng. Rồi trích máu. Trong trường hợp mà thiếu máu hồng cầu dưới 3 triệu thì đó, 3 nhân 10 mũ 12 trên lít thì huyết áp thuộc tạng chúng ta không trích máu. Dùng kim lớn chọc vào tĩnh mạch nền hoặc tĩnh mạch bẹn số lượng nhiều. Nếu dưới ba lấy số lượng nhiều, nếu dưới 300 ml thì không có tác dụng. Thật ra cái vấn đề lấy máu bây giờ người ta cũng ít làm lắm, đa số người ta garo rồi cần các biện pháp dùng thuốc trích máu thì người ta ít dùng, ngày xưa người ta dùng nhiều hơn. Về chống suy tim thì chúng ta dùng có thể dùng digoxin. Vì nhóm diretalin chúng ta có thể loại tác dụng nhanh này, urobenzin sidilanit này, digoxin. Digoxin là một sản phẩm rất là phổ biến trong cái nhóm diretalin. Thì người ta dùng từ 0,25 mg tới một một viên đấy, ống là 0,5 hay nửa ống đến một ống, ống 0,5 mg, viên thì 0,25 mg, ống là 0,5. Thì người ta dùng liều như vậy. Khi đã có ECG cho mọi trường hợp ngoại trừ nhịp nhân thấp và ngoại tâm thu thất nhiều và đa dạng. Khi chưa có ECG thì nhịp nhân đều dưới 150 lần có rung nhĩ thì chúng ta dùng digoxin. Dùng thuốc kích thích beta mạnh, dùng dopamine, dovitamin đó. Dùng trong phụ phổ cấp mà có rối loạn chức năng cơ tim, tụt huyết áp vân vân thì chúng ta dùng dopamine, dovitamin. Cái liều thì như mô tả hả? Chúng ta có thể dùng sốc điện trong trường hợp nhịp chân kịch phát thất và trên thất. Biến chứng phù phổi đều phải được điều trị bằng sốc điện. Nhịp chân kịch phát trên thất và nhịp chân kịch phát thất. Tăng trong trường hợp tăng huyết áp thì thuốc tác dụng nhanh đường tim. Chúng ta dùng thuốc hạ huyết áp đường tiêm truyền hoặc là Adalat ngậm dưới tác dụng rất là nhanh. Các phương pháp điều trị khác chúng ta có thể làm lọc máu, chúng ta bơm bóng đối xung động mạch, chúng ta trao đổi oxy, ngoài cơ thể hả, đó, ECMO đấy, trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể, ECMO, phẫu thuật nếu có chỉ định, nếu có thể mà bắt cầu nối, lòng mạch vành, sửa thay van hai lá cấp, thay van động mạch chủ vân vân, trong những trường hợp mà do những nguyên nhân đó. Thì về phù phổi cấp tổn thương thì chúng ta có thể bảo vệ đường thở bằng hút dịch, dẫn lưu tư thế, thông khí nhân tạo với áp lực dương hàng đỉnh.
Chúng ta có thể dùng corticoid trong trường hợp một phụ có tổn thương, hydrocortisone 100 mg, tĩnh mạch chậm, tái lập sau mỗi 4 giờ nếu phụ phụ cấp do nhiễm khuẩn nhiễm độc. Ở trong trường hợp nhiễm khuẩn nhiễm độc, chúng ta dùng corticoid. Chúng ta dùng kháng sinh để dự phòng nó bị nặng hơn hoặc để điều trị. Trong trường hợp mà tổn thương nặng có như nhiễm trùng nặng, chúng ta dùng kháng sinh để điều trị. Còn trong trường hợp mà nguy cơ nhiễm trùng, chúng ta dùng kháng sinh để dự phòng. Nếu áp lực tĩnh mạch trung tâm thấp, huyết áp tụt, thì truyền dịch tốt nhất là albumin hay plasma để nâng cái áp lực keo lên. Nếu huyết áp vẫn hạ, có thể cho dopamine hoặc dovitamin. Cái này là những thuốc mà chúng ta thường dùng trong hồi sức cấp cứu để điều trị mấy trường hợp mà trụy mạch choáng rồi đó, tụt huyết áp. Có thể cho furosemide nhưng không được cho morphine trong những trường hợp này, tụt huyết áp nữa. Đây là hình ảnh thông khí nhân tạo thì thở máy và cái hình ảnh siêu lọc máu thôi. Lọc máu này nè, hemofiltration, lọc máu. Đây là một trong những cái máy móc hiện đại của cái khoa hồi sức tích cực chống độc đây, cái máy siêu lọc. Bên cạnh kia là máy thở. Điều trị củng cố là xử trí nguyên nhân. Chúng ta phải điều trị tốt nguyên nhân chứ không là chúng ta sẽ bị phục hồi cấp trở lại. Kháng sinh, dự phòng hay điều trị. Thở máy dài ngày trong phục hồi cấp tổn thương. Thở máy dài ngày trong phục hồi cấp tổn thương. Đây là một trong những yếu tố mà làm tiên lượng nặng đây. Ăn nhạt lợi tim, trò tim lợi tiểu trong phục hồi cấp huyết động. Chúng ta sử dụng corticoid nếu có các yếu tố miễn dịch dị ứng có khả năng tham gia vào quá trình gây phục hồi cấp. Về các yếu tố tiên lượng nặng là bệnh nhân phải hỗ trợ thông khí nhân tạo. Những cái bệnh nhân có suy hô hấp mà chúng ta cần phải thông khí nhân tạo hỗ trợ, xâm nhập hay không xâm nhập đều là yếu tố tiên lượng nặng hết. Tổn thương van tim cấp, bệnh nhân phải dùng thuốc vận mạch. Vô bệnh nhân tiếp tục huyết áp rồi dùng thuốc vận mạch đó là dấu hiệu xấu. Tăng các mặt cơ sinh học, chẳng hạn trong trường hợp chúng ta làm BNP, rồi BNP vẫn tăng, đó là một dấu hiệu xấu. Thiếu máu cơ tim rối loạn nhịp, bệnh nhân tuổi cao, bệnh nhân có suy thận, bệnh nhân có tụt huyết áp, bệnh nhân có dùng digoxin, bệnh nhân có đau ngực, bệnh nhân có thiếu máu vân vân. Nếu bệnh nhân vô phục hồi cấp cộng thêm những yếu tố này, đó là những cái trường hợp mà bệnh nhân tiên lượng rất là nặng, chúng ta cần phải lưu ý đặc biệt. Về vấn đề theo dõi là bệnh nhân phải được theo dõi sát trong vòng 24 giờ, trong vòng 24 giờ đầu. Nếu mà đỡ rồi chúng ta phải theo dõi sát trong vòng 24 giờ đầu sau khi mà chúng ta ra khỏi cơn phục hồi cấp để đề phòng phục hồi cấp tái phát. Những vấn đề cần được theo dõi bao gồm mạch, nhịp thở, huyết áp, gan phổi, nhịp tim, SaO2, độ bão hòa oxy trong máu động mạch, rồi tĩnh mạch cổ mỗi 5 đến 15 phút trong giờ đầu. Theo dõi garobachi nếu có, theo dõi khi máu động mạch, khám chuyên khoa tim mạch để tìm và điều trị nguyên nhân. Đây. Bài thầy trình bày đến đây là hết. Các em có trao đổi có hỏi gì không? Thực sự ra là bài này có một số vấn đề như phần điều trị thầy lướt nhanh, tại vì những cái điều mà có liều lượng thuốc này, các loại thuốc thì các em sẽ không thể nào nhớ được, và thầy cũng cần thiết phải trình bày. Sau này trong quá trình làm việc á, tiếp xúc bệnh nhân nhiều á, rồi chúng ta có trách nhiệm rồi á, chúng ta sẽ nhớ kỹ. Thực tế là chúng ta cũng cần nhớ kỹ là tất cả các loại thuốc cũng như các liều lượng, vì không ai thấy nhớ nổi. Nhưng chúng ta có những khái niệm như vậy, nghĩa là khi tụt huyết áp chúng ta có những thuốc vận mạch để chúng ta nâng huyết áp lên, chúng ta phải sốc điện, chúng ta điều trị tăng huyết áp bằng những thuốc gì đó, và chúng ta biết có khái niệm như vậy, và sau này chúng ta trong thực tế làm việc chúng ta sẽ nhớ đó. Chúng ta sẽ nhớ thuốc cụ thể, chúng ta sẽ nhớ liều lượng cụ thể đó. Và chúng ta biết cái hợp thuốc như thế nào cho hợp lý, thì trong cái này trong quá trình làm việc chúng ta, quá trình thực hành sau này chúng ta sẽ nhớ. Thầy cũng nhất thiết không nói kỹ về cái quá chi tiết về từng loại thuốc, thì như vậy nó không có ý nghĩa mà các em cũng thể nào nhớ được đó.
Đấy, như vậy những cái slide này các em còn không nhớ, nhưng mà trong quá trình làm việc ấy, cứ như mình chúng ta vận dụng đi vận dụng lại nhiều lần chúng ta sẽ nhớ kỹ. Thì như vậy một cái thông điệp nữa thầy muốn, thầy lấy câu nói của Isaac Newton, cái chúng ta biết chỉ là giọt nước mà cái chúng ta không biết là đại dương, vì thế mà chúng ta cần phải học suốt đời, và vấn đề học tập là vấn đề chúng ta phải rèn luyện, chúng ta phải phải trau dồi, chúng ta phải lặp đi lặp lại một quá trình thường xuyên đều đặn. Rồi bài thầy trình bày tới đây là hết, hôm nay ngày thứ bảy rồi, và như vậy các em cũng rất vất vả, thì phải nghe phải ngồi nghe một cách bị động đúng không, nếu mà thầy trò gặp nhau trong cái trong giảng đường được tương tác, được thấy mặt tất cả các em rồi có trao đổi thì như vậy sẽ thú vị hơn. Nhiều đây bây giờ các em nghe truyền đọc một chiều thì nó cũng hơi hơi boring này hả, hơi mệt. Đó. Các em có cần chị về hỏi được không? Cho em Đó. hỏi xíu À, rồi em hỏi đi em. Dạ, em thấy cái phần điều trị nó có hai cái, đối với huyết động thì mình tháo dịch, còn đối với tổn thương thì mình truyền dịch, vậy thì mình trong cấp cứu thì mình làm sao để mình xác định nhanh cái nguyên nhân để mình quyết định hai cái điều trị đó thầy. Vì ví dụ Nguyên như nhân bệnh thì nhân em vô một phụ huynh đốc cấp huyết động là có một số nguyên nhân đấy em kìa. Đó, em dựa đấy vào là nguyên mình nhân. làm mình làm cách nào để mình xác định nhanh cái nguyên nhân đó thầy, với lại là cái điều trị mà lợi tiểu hay là truyền dịch thì mình trong vòng bao nhiêu giờ đầu là mình dùng mấy cái điều trị đó thầy, tức là cái nó có hai cái đối ngược nhau đó thầy, thì mình làm sao mình xác định nhanh cái nguyên nhân để mà mình điều trị lợi tiểu hay là mình điều trị truyền dịch cho bệnh nhân đó thầy. Bởi vì bệnh nhân vô nếu mà mình vô với khó thở thì mình phải xử trí trước rồi xong mình mới đi tìm nguyên nhân chứ đúng không? Để thầy hỏi cái để hiểu câu hỏi của em, để thầy trường hợp mà bệnh nhân tụt huyết áp em ạ, trong trường hợp tụt huyết áp chúng ta chắc chắn phải nâng huyết áp lên đấy, nếu mà trong trường hợp có choáng thì chúng ta phải bằng một cách phải nâng huyết áp lên, chúng ta dùng chúng ta có hiểu dụng bệnh nhân tụt huyết áp, bệnh nhân có thể dùng mà dùng nhiều loại dùng thuốc quá nhiều thì có thể tụt huyết áp, thì trong trường hợp chúng ta phải truyền dịch không đỡ thì chúng ta phải nâng huyết áp lên. Đương nhiên mà trong trường hợp phổ cấp tổn thương đấy thì cái áp lực nó không tăng á, nó vẫn gây phù phổi rồi, đó là nguyên nhân do cái tổn thương cái màng phế nang mô mạch đó. Còn trong trường hợp mà thường thường trong cái trường hợp nó huyết áp nó tăng lên trong phù phổi cấp đó, mà huyết động á, cái động đầu huyết áp nó cao đấy đó. Trong trường hợp đấy chúng ta đâu cần truyền dịch đâu, chúng ta phải dùng mọi thuốc để mà giãn mạch ra để mà huyết áp nó giảm xuống chứ. Còn trong trường hợp mà nếu mà nó có tụt huyết áp thì chúng ta phải dùng thuốc vận mạch thì nó cũng chẳng có ảnh hưởng gì. Đó. Trong mấy thuốc mà nâng huyết áp á, ví dụ như dopamine á, cũng có tác dụng giãn mạch trong đó, trong có cái tác dụng và lợi tiểu là làm giảm cái tiền tải, giảm cái lợi tiểu, thì ví dụ như dùng furosemide thì làm giảm ngăn cản tuần hoàn trở về chứ, nó cũng giảm phù phổi đó, nó gây giãn mạch làm giảm phù phổi. Còn trường hợp mà trong mấy trường hợp mà phù phổi có tổn thương thì không có huyết áp nó không ảnh hưởng gì lắm, thì bản thân không phải do cái tăng áp lực mô mạch phổi mà do cái tổn thương màng phế nang mô mạch. Trong trường hợp nữa em phải điều trị cái nguyên nhân đó, là quan trọng. Còn trong trường bất cứ trường hợp nào huyết áp tụt thì em phải dùng bằng một cách phải nâng huyết áp lên. À, em phải dùng thuốc vận mạch để nâng huyết áp lên. Trong trường hợp nếu cần thiết em phải truyền dịch, chứ không phải truyền dịch nó làm cho nặng hơn. À, trường hợp dịch quá nhiều á, quá nhiều quá nhanh hết với nguy hiểm. À, đồng thời em phải điều trị cái suy tim chứ, trong nên em vẫn điều trị suy tim mà, ví dụ phù hợp cấp do tổn thương em vẫn điều trị suy tim đó. Dạ thầy, ví dụ như bệnh nhân vô cấp cứu, với bệnh nhân vô cứu phù cấp thì bệnh nhân kiểu khó thở, lúc đó là mình xử trí khó thở xong rồi mình mới đi tìm nguyên nhân đúng không thầy, Ờ, kiểu rồi ý là em nhưng mà cho đôi em lúc hỏi em là cũng phải cái định hướng để em biết là em xử trí khó khó thở thì nhiều cách,
Ví dụ như em đặt nội khí quản này, em thở oxy này, đó, em thông khí nhân tạo. Ví dụ bệnh nhân mà nghe răng rít răng ngáy, thì em đôi lúc trường hợp mà em nghe thấy cảm thấy phía co thắt phế quản thì em phải phải dùng thuốc giảm phế quản chứ. Đó. Trong trường hợp nữa, em phải phải chú ý vấn đề hô hấp trước. Đó, rồi sau đó hỗ trợ hô hấp là quan trọng em này. Còn vấn đề em tăng huyết áp, nếu mà tùy trường hợp, ví dụ trường hợp mà tụt huyết áp quá thì em phải tìm cách em phải nâng huyết áp lên chứ. Trường hợp cao huyết áp thì em phải dùng tiểu để cho nó giảm. Nhưng mà trường hợp mà huyết áp thấp em phải dùng thuốc mà để mà tăng có bút cơ tim chứ, để mình tăng huyết áp lên chứ. Cái nó tăng huyết áp lên hay không chứ, mình tụt huyết áp là bệnh nhân tử vong. Nhưng bên cạnh đó thì em phải chú ý về vấn đề hô hấp, tức là em phải thở oxy, phải khí nhân tạo xâm nhập hoặc không xâm nhập đó, cho các thuốc giảm phế quản. Ý em là sao, ý em phải hiểu hết ý của em. Trong trường hợp nếu em cái gì á nó xảy ra trước, mình phải can thiệp trước. Dạ, ý em hỏi là cái kiểu là cái thứ tự đó thầy, cái thứ tự mà mình xử trí cho bệnh nhân đó thầy, kiểu mình sẽ xử trí hô hấp rồi xong rồi chụp X quang hay là siêu âm tim hay là mấy cái đó mình làm như thế nào? Ngoài cái siêu âm tim chắc chắn là em siêu âm tim thì em phải làm sau khi bệnh nhân ổn định, không cần là không ai mà lúc đó mình đi làm siêu âm tim nữa. Đó, em phải hỏi cái đó để mình không bao giờ em đi bệnh nhân đang siêu hấp rồi em cho bệnh nhân đi làm siêu tim để em tìm nguyên nhân. Có thể em làm nguyên nhân em tìm sao đó để mà mình còn điều trị lâu dài về sau để chống cái có thể nó tái lại. Nhưng mà lúc đó em phải can thiệp hô hấp trước, em những cái dấu hiệu ví dụ như trụy mạch, tụt huyết áp, suy tim em phải điều trị trước, cái ưu tiên điều trị trước. Hay là ví dụ như suy hô hấp thì em phải cho bệnh nhân cho tư thế Fowler này, thở oxy, tập nội khí quản vân vân, thông khí nhân tạo, dùng thuốc giảm phế quản. Chứ còn sau này em tìm nguyên nhân sau rồi em điều trị, nhưng mà lúc tụt huyết áp em phải điều trị cái huyết áp nhé, phải bằng cách nâng huyết áp lên chứ. Đó, chứ còn còn cái xét nghiệm á, xét nghiệm để tìm nguyên nhân thì có thể làm sao, nhưng mà vấn đề hô hấp là can thiệp trước. Đây là một cái trường hợp suy hô hấp cấp này. Dạ, chứ còn dạ, em cảm ơn không thầy. Phải là em nói sao? Dạ, em cảm ơn ạ, em hiểu nắm được rồi. Tại vì không thật sự ra có những ví dụ như mấy cái siêu âm tim hay đo điện tim em cũng cần phải làm lúc đó thôi em ạ. Lúc đó em phải can thiệp hô hấp với trường hợp bệnh nhân vô á, vấn đề em phải thở cho bệnh nhân thở Fowler trước này, rồi cho bệnh nhân thở oxy này. Nếu mà bệnh nhân vẫn còn tím tái cho thuốc giảm phế quản, không đỡ thì lúc đấy mình vi có thể can thiệp hô hấp, ví dụ thở máy xâm lấn hoặc không xâm lấn đó. Rồi ví dụ trường hợp huyết áp cao thì mình dùng thuốc hạ huyết áp lợi tiểu, còn huyết áp tụt thì chúng mình dùng vận mạch vân vân. Chứ còn cái nguyên nhân á để mình định hướng là phục vụ cấp tổn thương hay huyết động chứ. Còn nếu không thì chúng ta cứ can thiệp những cái triệu chứng mà xảy ra trước. Còn vấn đề xác định nguyên nhân không phải quá quan trọng đêm nữa. Tại vì thật sự ra có những thể rất điển hình, có những thể không điển hình tí nào hết. Rồi sau này chúng ta chụp phim chúng ta có xác định đó là phù phổi, hoặc chúng ta chứng kiến cơn khó thở rồi chúng ta thấy bệnh nhân khạc đờm hồng rồi nghe ran phổi, phổi đầy ran, lúc chúng ta nghĩ là cái phù phổi cấp. Mà phù phổi cấp thì chúng ta điều trị thở oxy, chúng ta cho một phim để giãn mạch, chúng ta cho mấy cái loại thuốc giãn mạch như cái nhóm mà nitrit, trinitrin đó, rồi chúng ta cho cái loại xịt mà chúng ta garo giảm tuần hoàn trở về lắng đỡ, rồi chúng ta dùng một phim đó phù phổi cấp huyết động, chúng ta dùng cái nó cùng phù phổi cấp tổn thương, chúng ta phải điều trị nguyên nhân, ví dụ như do độc chất, do nhiễm trùng nhiễm độc thì chúng ta phải điều trị nguyên nhân. Mà thường thường phù phổi cấp tổn thương nó xảy ra chậm em này, và nó thường thường nó hồi phục cũng chậm đó, và đa số là rất nặng khi mà đến phục vụ cấp rồi, tức là lúc nó tổn thương phổi rất nặng nề rồi, và chúng ta cũng dễ gì chúng ta thay đổi ngay đâu. Chỉ có phục vụ cấp huyết động là thường thường nó xảy ra rất là đột ngột, rất là nặng nề, nhưng thường thường chúng ta điều trị mà hiệu quả thì sẽ rất ngoạn mục. Còn phục vụ của tổn thương rất nặng, diễn tiến từ từ, nhưng mà khi mà xảy ra rồi thì có thể hồi phục là khó hơn đó. Tại vì nó đã có gây tổn thương màng phía năm mô mạch rồi, do nhiễm trùng, do nhiễm độc, do hóa chất rồi, thì nó không thể đỡ nhanh được em này. Tại vì lúc nó có tổn thương rồi, bên kia là không, bên kia chúng ta giảm được áp lực trong mô mạch phổi là sẽ đỡ rồi. Đó. Vì thế mà nhiều phù phổi cấp mà do huyết động á, nó xảy ra rất là nhanh và có thể tử vong ngay đấy. Nhưng mà nếu chúng ta can thiệp kịp thời, nếu chúng ta cho lợi tiểu này, chúng ta cho thở oxy này,
chúng ta garo này, chúng ta đã dùng một phim để giảm cái giãn động mạch này đó, giảm cái áp lực như máu trở về ấy, thì sẽ đỡ rồi, bản thân nó sẽ đỡ rồi đó. Còn những vấn đề như chích máu hay là chi thì nó bây giờ người ta cũng biết làm lắm. Thì nếu mà chúng ta tuân thủ những cái biện pháp như vậy thì bản thân nó sẽ đỡ rất là nhanh. Quan trọng là chúng ta phát hiện nhanh và chúng ta xử trí, ví dụ lợi tiểu này, trợ tim này, một phim này, thở oxy này, những bằng những phương pháp đó, thuốc giãn mạch thì sẽ đỡ rồi. Đó. Thuốc giãn mạch, thuốc giãn phế quản. Chứ còn trường hợp mà không có trị mạch thì rất nặng rồi, hay là phục vụ có tổn thương thì rất là nặng. Và không thể nào, không dễ gì mà chúng ta điều trị đỡ liền đâu. Phục vụ cấp huyết động thì nhanh nhưng mà tổn thương rất nặng nề em. Và đôi lúc chúng ta phải chờ đợi. Đôi lúc chúng ta phải cho thở bệnh nhân thở máy thời gian sau mới đỡ. Em có hỏi gì nữa không? Dạ em cảm ơn ạ, em nắm được rồi ạ. À, đó chứ còn thực sự ra nó cũng phức tạp chứ không phải đơn giản cái nào làm trước làm sau được. Lúc nào khó nói đấy mà. Mà vấn đề chẳng đoán nguyên nhân thì chúng ta cũng có định hướng thôi. Chứ thật sự ra là có những trường hợp cũng không khó phân biệt lắm. Nhưng mà chẳng đoán thì rất là dễ, để bệnh cảnh điển hình lắm. Bệnh cảnh điển của phục vụ cấp rất điển hình. Từ từ bệnh nhân khó thở dữ dội lắm. À, phổi nghe đầy ran và từ từ một dấu hiệu rất đặc biệt là bệnh nhân khạc đờm một hồng. À, nếu chúng ta hỏi được tiền sử ví dụ như bị tim mạch, bệnh thận vân vân thì chúng ta càng dễ chẳng đoán được nữa. Chúng ta sau đó chúng ta có y quan phổi chúng ta càng dễ chẳng đoán dễ nữa đúng không? Chẳng đoán không khó, vấn đề là xử trí phải nhanh đó, bằng các biện pháp như vậy đó. Thở oxy, lợi tiểu rồi chúng ta cho trợ tim, một phim, garo vân vân thì đa số những bằng những biện pháp đó là bệnh nhân đã đỡ rồi. Đó là trong trường hợp mà phục vụ cấp huyết động. Còn tổn thương thì chắc phải lâu hơn. Rồi em còn hỏi gì nữa không? Các em không có gì này thì chúng ta kết thúc tại đây hả các em nhỉ? Rồi bài này thầy sẽ gửi các em.